Hai là người ta bán xác định là bữa nay là phải bán 40.000, 30.000 cũng bán luôn. Nói chung giá nào có lời là người ta bán. Còn nếu mà không bán thì để ngày mai là người ta ôm luôn, người ta bỏ. Có lúc người ta lấy vốn lại người ta cũng bán luôn. Ở cái mùa này mà gần tới ngày nghỉ rồi nên người ta phải bán cho nó hết. Cây mai á, lúc đầu thì 100 mấy 200, lúc sau bây giờ còn 50 70 cây mai nhỏ nhỏ, còn mai lớn thì vài trăm. Bông hoa rất là đẹp luôn nè, bà con đi chụp hình rất là nhiều. Bữa nay là cái ngày người ta mới bắt đầu đi mua nè anh chị. Biết sao không? Tại vì cái ngày nay là cái ngày người ta giảm giá bông đó, nên người ta đi mua rất là nhiều. Đa số là người ta đi mua mai nhiều. Mai bây giờ người ta bán rẻ lắm. Cây như thế chừng vài trăm ngàn một cây. Mình thì mình chơi năm sau luôn, để dành năm sau mình chơi luôn. Bông giấy thì bữa hổm triệu một cây, bây giờ chừng 500 mà 500-600 ngàn cây, là coi như là giảm gấp đôi rồi, giảm hết mức có thể luôn. Đó, như cây mai anh đó anh cầm vậy là vài chục ngàn tới trăm ngàn cây thôi. Mình về bỏ bằng cái bàn chỗ mình làm việc á, nó đẹp. Bông vẹn thọ giờ người ta để xuống đất ta bán nhánh luôn, nhánh vài ngàn vậy đó, rất là đẹp. Chú con rất là dễ thương. Xin chào anh chị, bữa nay là ngày 29 Tết đó, thì chợ rất là nhộn nhịp, rất là đông. Bà con bán hoa bán đồ rất là náo nhiệt. Bây giờ mình sẽ chạy vô chợ quay cho anh chị mình coi nha. Bông hoa bữa nay người ta giảm giá rất là sâu rồi. Bữa nay là có chỗ bán 50.000 một cặp bông vạn thọ. Đường này hướng này hướng vô chợ nè, rất là đông luôn. Vô chợ cái mùa này là kẹt xe rồi. Bữa nay là đi quay 9 giờ sáng mà còn đông như thế đó. Hiện tại là vô chợ là đang kẹt xe rồi, anh chạy xe chạy vô cổng quay từ từ cho anh chị coi. Hầu như là bữa nay hết, bữa nay ngày mai là nửa buổi nữa là ngày cuối cùng mà người ta bán đó. Mai tết 80.000 một chậu.
mai bán 80 ngàn một chậu. À, bông bây giờ người ta xổ ra đường người ta bán ra anh chị. Bữa nay là ngày cuối cùng người ta đi chợ rồi. Ngày mai chắc ít có người đi. 30 ngàn ký bưởi. Đây là tình hình hiện tại của chợ Gò Công, chợ thị xã Gò Công đang ùn tắc kẹt xe rất là nhiều. Hầu như là người ta canh cái ngày cuối cùng. Cái ngày cuối cùng á, người ta đi mua để cho đồ đạt nó rẻ hơn. Cũng như là bữa nay là ngày 29 nè. Ngày mai là người ta rước ông bà về người ta ăn Tết rồi. Nên ít có ai đi mua ngày mai hết. Cũng có số một số ít. Nhưng mà bữa nay người ta mua nhiều. Đồ đạc trái cây thì giá cả cũng rất là cao chứ không có rẻ đâu, chỉ có bông hoa thì nó rẻ thôi. Bông ta bán rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ lẫn vô trong đây mình quay cho anh chị coi. Quá trời người đông luôn. Bây giờ chạy qua cái khu vực này cũng khó khăn nữa nè. Mạnh nay nó chen chân nào đi. Ở đây là ngay chợ cũ của thị xã Gò Công. Đây là vòng xoay nè, bên đây nè, quẹo qua Trương Định nè. Người ta giờ đặt cứng hết ráo rồi, bây giờ nhét chen chân đi không lọt đâu. Quá trời. Bán bây giờ thịt heo thịt đầu á, người ta đoán người ta cũng xấu rồi. Ta xả giống như người ta bán xả luôn, bán cái giá nào có lợi là người ta bán. Ốc người ta cũng bán nè, bán ốc bù.
bu sa ri đồ. Thịt heo quay á, người ta quay sẵn người ta để dành người ta bán phần á. 15 ngàn. Khu này đông quá đông. Bà con đi lựa đồ mua rất là nhiều luôn, đa số là mấy cái hàng trái cây nè, hàng bông hoa rồi ở hai cái hàng đó là đông nhất, bông hoa trái cây. Đây là chợ mới, khu chợ mới bán trái cây cũng rất là nhiều. Rồi. Đây còn giữ hơn kia nữa. Dưa hấu hôm nay còn 7.000 ký. Dưa bự vậy đó còn 7.000 ký à. Cái dưa nào nấy mấy ký luôn mà có 7.000 ký à anh chị. Mua về chưng. Vàng đẹp quá ha. Thanh long à. Mấy ngày Tết mua thanh long với mua dưa rồi về chưng. Dưa không hạt 10.000 ký. Bên đây là khu bán đồ quần áo à. Bán trái cây chú bán bông thì người ta bu vô người ta lựa rất là nhiều. Còn ở bên đây là bán ba cái đồ trưng Tết nè, ba cái đồ giả rồi đó, bông giả rồi ba cái vàng giả đồ, phúc lộc thọ đó, chúc mừng năm mới rồi. Mình sẽ quẹo ra đây. Dưa hấu 10.000, 10.000. Dưa 10.000.
Thì bữa nay em ngày 29 Tết em sẽ cập nhật cái tình hình Tết cho anh chị mình coi ở khu vực thị xã Gò Công. Khu bán quà Tết, bán đồ, bán bánh kẹo đồ thì rất là vắng. Mà bây giờ là người ta chỉ mua trái cây với mua bông để người ta trưng Tết, người ta cúng Tết, giống như đưa lên bàn thờ ông bà đó. Khu vực này thì rất là náo nhiệt luôn. Chạy loạn xạ bây giờ không có đường, không công an không dẹp nổi luôn. Bây giờ mạnh ai nó chạy thôi. Khu vùng ven ở trong đây cũng người ta cũng bán bông bán hoa rồi rất là nhiều, không phải là ngoài chợ người ta mới bán ở trong đây nữa. Quá trời đông người. Bây giờ sẽ tham quan vài khu vực nữa. Phía trước mình là đình Trung của thị xã Gò Công. Cái đình này là rất là nổi tiếng của thị xã Gò Công. Đình này đã lâu rồi, giống như khu bảo tồn của thị xã rồi đó. Các bạn trẻ ở đây thì đi chụp hình rất là nhiều. Khu này chủ yếu là để đi chụp hình. Bên đây có một cái công viên để chụp hình rất là đẹp. Đám cưới hay gì? Chụp hình đám cưới mùa Tết à? Mình sẽ chạy vòng ra bên chạy qua cái nữa nha, chạy qua cái nữa thì mình chia sẻ cho anh chị khu vực đó bán bông hoa mùa này. Bữa nay ngày 29 rồi như thế nào nha. Mấy bữa nay hàng quán hàng đồ thì cũng có người ta cũng có nghỉ ăn Tết, mà bông hoa thì bán hết bữa nay và ngày mai nửa buổi nữa thì người ta bắt đầu người ta cũng nghỉ rồi. Mình sẽ quẹo vô chợ Hoa Sưng. Bây giờ là bữa nay coi như là cái ngày cũng là rồi thì tới đây em kết thúc cái video nha anh chị. Từ đây tới ngày mai em sẽ cập nhật cái giá tình hình thêm cho anh chị coi nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị.